Ok, lên em. Nay thì chơi thử con Yushan. Game này tôi đã giới thiệu quá nhiều rồi, nên giờ chắc không cần giới thiệu nữa đâu em. Bây giờ vô option coi. Borderlands full game. Sao mà FPS nó có vấn đề như thế này ta? FPS limit xuống 60 thôi. Đây, save yes. Hiện tại 60 thì nó chạy tương đối ổn đó. TGS AMD FXG cho cái chất lượng hình ảnh tốt nhất. Shadow thì trung bình thôi. Thôi lỡ medium hết thì lỡ để đi. Cắt luôn cái bộ đồng bộ dọc này. Cấu hình lên cao thứ hai. Ok chưa? Cái này chắc hỗ trợ gì thôi, có gì nữa thì vô game mày tính. Ồ, rất là nhiều luôn nha. Cái này là hỗ trợ chế độ tai nghe, còn cái này là chế độ đơn âm thanh. Game để bật FPS tí đi rồi tắt. Sao nghe tiếng nước không này, màn hình đen thui vậy nào. Rồi chuyển qua màu trắng rồi. Đây, chúng ta tỉnh dậy như trên một cái vùng hòn đảo nào đó chẳng hạn. Cát này là cát biển. Xét những con tàu đắm. Nó làm hiệu ứng hình ảnh mà cái độ nóng quá mức á, khiến cái hình ảnh nó bị giật giật á, chứ không phải là do game không. Chứ không phải là do tại cái mà game nó lỗi không. Do hiệu ứng của cái nóng bức quá. Cái kiến này là cái dạng kiến chống nắng á, để tập trung nhìn vô cái khoảng cách nhỏ lại. Chim hải âu hoặc là con mọc biển. Cái đó là nơi mình phải leo lên đó, chinh phục đỉnh núi đó. Game rất là nhẹ nhàng dịu dàng luôn, âm nhạc thì quá đỉnh rồi. Con cua à? Sao khác con cua Cà Mau quá vậy? Anh em để ý mấy cái góc quay nó rất là đậm chất nghệ thuật điện ảnh luôn nha. Cái khu vực này trước đây từng là cái đáy biển á, nên tôi nghĩ những cái mọc trên cái núi này người ta có thể gọi là cái san hô, những cái tàn tích san hô sót lại thôi. Để tôi tắt không báo điện cái nó, nãy giờ nó phiền quá. Ok, xếp tên mình cho anh. Nó nghe chưa ta? Không có số nên là tôi chỉ ước lượng thôi.
Vẫn nhanh, vẫn hơi nhanh. Ủa? Cho nó không lưu. Nè, không lưu là sao? Thôi lỡ rồi, đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Tôi nghĩ là FPG nó đang bật hơi quá đó. Bó tay cái này luôn. Nhưng mà tại sao nó không lưu được đó? Rồi để chắc để tôi gắn tay cầm vô. Bây giờ mình chỉnh cái này. Xong mình qua bên phần đồ họa. Mình thay đổi một cái. Xong mình nhấn luôn. Cái quay lại coi cái thằng John này. Nhấn trả luôn. Lấy tay cầm nhé. Vậy tôi gắn cái tay cầm vô nè. Bây giờ chắc mình đi cho anh. Nhắn à đi leo. Phải giữ luôn hả? Không được anh em, tím chuột đi, tôi không quen tay cầm này. Tím chuột nó còn khó hơn nữa. Đây, để tôi ví dụ cho anh em này nha. Mình giữ nút trái á, là nó nắm vô bên trái nè. Xong mình buông ra thì nó rớt xuống, nên phải giữ nút trái. Xong rồi lên cái nữa là nó đưa tay phải rồi mình phải giữ qua chuột phải. Xong mình lại giữ thành chuột trái cái nữa. Đó, giữ hai chuột liên tục luôn. Nên nó khó là chỗ đó đó. Khó phết luôn á. Có cách nào mà chỉnh qua nó chỉ lít trung tâm. Không không, bỏ camera lắp đi. Không có mà chạy game hơi khó rồi đó. Okay. Chúng ta tiếp tục chinh phục đỉnh núi. Game hơi khó điều khiển tí thôi. Chơi gì vẫn rất là chiêu nha. À nó tự gắn vô trái nè, phải nè, trái nè, phải. Khó phết đó chứ. Nhấn mà không nhịp nhàng là nó trượt liền.
Rồi, ok. Thu dây. Sao ta? Trái phải. Ai ai. Ờ không sao. Trái phải, trái phải, trái phải. Phải, trái, trái. Trái. Phải. Trái phải rồi leo lên thu dây phải trái phải trái phải giữ lại trái leo phải giữ trái leo bám vô leo lên rồi ok làm lại trái giữ chuột trái giữ chuột phải giữ chuột trái dán xe để móc vô đây. Bây giờ chuẩn bị nhảy tầm cao. Trái, phải, trái. Cái cục đó là dạng như cái điểm mà xếp phone của mình đó. Ok, phục hồi thế lực. Thôi. Chơi mày phải nín thở theo game luôn. Đè chuột trái, đè chuột phải. Ngắm cảnh tí đi, thư giãn ai nhất. Chứ game này giống như đeo nối thật sự luôn á. Từ thử qua tay cầm lại tí nữa. Nãy giờ chặng đường mình đi lên là cũng khá cao đó nghe. Đó, từ cái múc ở dưới chứ cục là nãy mình đi á. Chỗ này như là cái móc tay nó gãy ra nè. Bước cầu thang. Cái đồ đạc này thiết kế cũng đẹp quá ha, nhìn rất là chỉnh chỉ luôn.
Đúng là trang bị leo núi đầy đủ không ạ? Rồi. Em đợi tí. Chơi tay cầm nó cũng khó nữa, chắc chuyển về phím chuột để tôi lấy thử con chuột mà cái nút bấm nó nhẹ nhẹ thôi. Rồi, ok, tôi đắp con chuột có nút bấm mà nhẹ nhẹ vô nè. Công nhận con game này mình đeo mà phải tập trung từng cái lít chuột luôn. Đây là cái đoạn nót ở trên đó. Một giấc ngủ dài ở một cái khu cái đồng bằng đá ngày xưa. Cái harvest là cái mùa thu hoạch. Gồm có hai cái mảnh gì để hỗ trợ gì đó. Rất là tốt. Rồi. Tắt bớt cái quét mới được. Game này nó nặng. Con Vega nó kêu tè tè luôn. Cái thu hoạch này thì dạng như là cái ghi chú này nói lại đó là những cái mảnh mình đi mình lục được trong cái tàn tích ở dưới. Như là chỗ mấy chiếc thuyền đắm hồi nãy đó. Nó có rất là nhiều thứ cái linh kiện luôn. Nhưng mà vẫn chưa biết lận là mình thu nhập nó xong rồi vận chuyển nó đi như thế nào. Cũng chưa biết xài nó vô cái gì. Thường là mấy cái công nghệ cơ khí máy móc vậy thôi. Rồi đây là cái đoạn dưới. Sao mà nó cứ nháy nháy màn đó. Có một thanh niên tên là Game. Anh ấy thì coi như là mình là người thu hoạch mấy cái đó. Chủ yếu lấy là khám phá ra nó là cái gì. Tự nhận là một người sửa chữa thôi. Nhưng thực ra anh ấy chỉ là một cái người kinh doanh là chính. Hôm nay có vẻ là không thích cái thanh niên tên là Game đó. Tắt cái ghi xin luôn. Đừng có nói mình phải đu qua bển à. Khoan khoan khoan. Thu về cái. Đây. Trái, phải, trái. Thả dây xuống sao ta? F chứ G. Ép là hạ xuống. Xuống chút nữa đi. Ủa sao bám vô được cái đó? Rồi tôi là nghĩ bám vô cái thùng đó nhưng mà tôi hơi sai rồi. Thu lên đó. Đây. Rồi đây, đúng rồi đó.
Nắm vô. Ôi ôi. Trái. Phải. Trái. Rồi lên này. Rồi rồi. Rồi nhấn nút shift. Nhấn nút C xuống đây. Đây có đường gì không? Hay là chỉ là cái đường tắt thôi? Chỉ là cái đường tắt thôi. Chả có tác dụng gì cả. Thu dây lên. Đi tiếp thôi. Ok. Thu được cái vỏ ốc, đạt được cái thành tựu. Chủ yếu là cái góc chiêu chiêu thư giãn cho mình thôi. Game này làm đồ họa rất là ấn tượng nha. Âm thanh thì khỏi phải nói rồi. Nhạc nó du dương rất là đỉnh luôn. Người sẽ tăng thêm cái tiếng âm thanh lên. Đây là cái mấy cái bức thư mình nhặt trên đường hồi nãy rồi. Radio. Nhạc vui luôn rồi. Master lên tí. Rồi, bắt đầu trái phải. Đó, nhấn quen tay cái là nó leo bụp 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 đi lên lửa luôn. Con chuột mất tiêu ta. Cái này đang hỏi với Jake về mấy cái chuyện ở xuống cưa với cái nhà hàng thôi. Nguyên cái dân làng ở đây toàn là dân leo núi không? Họ cứ leo lên leo xuống như thế đó. Ủa? Đâu đó, đâu đọc tay ấy. Enter, enter là nút xuống, ok. Đây là những người đi qua, bắt đầu ghi lại những cái mà nhật ký hành trình chẳng hạn. Enter. Cái này thì dạng như cái Facebook của dân làng á, bắt đầu update mấy cái tin tức đó lên cho những người ta đọc với nhau. Rồi. Cái này không leo được nha. Không leo được. Chỗ này là cái xưởng cưa nè. Có cái gỗ gì chảnh kìa.
không lẽ giờ mình đi xuống đó. Trái phải, trái phải. Đó, anh em thấy quen tay nhấn chuột cái là nó leo một bà chưa? Cái gì? À, cái mấy cây nấm. Mình đạp vô cái nó bay ra. Con cua nó kìa. Đây là dạng mình muốn đi xuống đó leo lại thôi. Ok. Cái góc này là hơi bị thử thách đó nha. Ê, ê, phải, trái, phải. Ôi nhìn ghê vãi à. Rồi đúp bộ dung. Đúp bộ dung nhảy 2 lần. Rồi thu dây lại. Chơi con game này mà tim nó đập thình thịch thình thịch. Trái vậy. Thôi tìm vải à. Lên luôn. Kinh nghiệm khi leo núi người ta dặn là đừng có nhìn xuống dưới. Rồi, thư giãn. Đó. Ôi. Đó anh em lên 9 tầng mây rồi thấy chưa. Không thấy đáy xã hội đâu luôn. Không thấy cái boss giờ nào ở dưới luôn. Trong lúc leo là bắt buộc phải giữ con chuột luôn đó nha, không có buông được lúc nào cả hết, buông ra là rớt con liền.
Công nhận game này làm cả cái cơ chế điều khiển mà thú vị hết luôn. Tôi thấy có gì bên đó kìa. Mình gắn đầy cái cho nó chắc. Còn gì đây? Hello? Hello? Chả hiểu gì cả. Cái hay đó là tên gần như một cái địa danh ở trên cao nữa hay gì. Nên đây mình với đọc thư với chơi với mấy con tắc kè này thôi. Qua được không vậy? Hết chỗ ở hay sao mà phải leo lên tận 9 tầng tầng mây mà ở như thế này. Cảnh đẹp phết đó chứ. Em cũng lá thư. Cho bị anh ca. Hẳn là bạn đã rời khỏi đây. Hẳn là cô đã rời khỏi đây. Tôi đã quay lại đến cái trạm bưu điện tiếp theo. Vẫn không có nước. À, cái dân làng leo lên cao như thế này xuống dưới đó là chủ yếu là để lấy nước thôi. Nước là cái nguyên liệu rất là quý hiếm luôn. Ông già do anh ai ta? Đúng là sự khô hanh của thời tiết này. Bye. Rồi, chúng ta tiếp tục đường lên đỉnh. Có cầu thang. Còn gì đây? Rồi, lại pin ra nữa. Con này giống con chuột kìa. Con chuột lợn à. Cất dưới bây giờ. Đẩy nó xuống.
Sao nó cho mình xuống ta? Hồi nãy nó kêu nhấn nút C là xuống được mà. Rồi cái đường dưới nó đi vòng ở đây thôi, chả có gì đâu. Mỗi lần đi uống cà phê là leo mấy trăm mét gì đó. Cuối cùng này cũng rời khỏi đây rồi. Cuối cùng thì tôi đã rời khỏi đây, vui đến mức là không thể nào ngủ được. Văn phòng người quản lý bến cảng cũ thì có một tờ giấy nhắn rồi đó. Nó nghe nhiều bài thơ có tên là Chuyến thám hiểm lên mây. Trước cái hy vọng là tìm kiếm được nước. Chúng tôi ngừng ở cái khu vực 12. Còn cái khu đó là tính sao ta? Chiếc gì vậy vậy? Đây. Cửa đến mạo hiểm giả. Mình leo lên đây chỉ để tìm nước thôi đó. Bên kia có cây cầu thang nữa nè. Đứng đây ghê quá à. Bây giờ làm sao lên đó thôi. Mình thì không thể leo dây nếu mà leo lên được. À đây đây đây. Nhìn thấy ống. Phải, hai. Trái, phải, lên. Ôi hụt rồi, thu dây lại. Ê. Rồi, lên. Thank you.
À, đứng đây mới nhìn lên cho anh được. Giữ dục phải nhấn trái rồi. Okay. Cái này như tấm gương như ta nên thôi. Đừng có đúc cái tầm bậy vô nha. Còn gì giống con salam vậy? Vậy là mình phải đi kích hoạt đủ 5 cái cổng. Tôi vãi cái tay cầm nó rung. Ok. Nói xong rồi mình đi đâu tiếp đây? À, e để kích hoạt mấy cái cây này tạo cái đường đi cho mình. Còn nhấn tab là để cái con kia nó nghe cái hiệu ứng âm thanh để biết đường mình di chuyển tiếp. Trái nhấn dục phải. Ok.
cắm dây vô chỗ này, thả xuống đùa, thả chút nữa. Rồi ok. Thu dây lại. Cái gì đây? Cái đó là dạng như cái cổng hồi nãy của mình vậy đó, lên được 9 tầng mây đó. Còn cái khu này lúc trước là nước cái gì nè. Nhìn cái bối cảnh cái vỏ sò nhưng mà san hô như thế này, có khi trước đây với cái chỗ này là nó ngập nước á. Ấy ơi ơi, bấm lộn bấm lộn bấm lộn cái nó nhảy dưới luôn. Rồi phải trái phải trái. Trời, muốn gớt chuột luôn. Ây. Ở đây anh em nhìn thấy mấy con tàu nè, chứng tỏ cái lúc trước là cái khu này nó ngập nước rất là nhiều luôn, bây giờ nó cạn khô quá vậy. Những cái mỏ neo với con thuyền ở đây nữa. Chỗ này thì dạng như là cái checkpoint save game á. Con này nó không chui vô túi hồi gớt dưới bây giờ. Leo ngang là bắn chuột rất là khó nha. Ôi, lên được cái đây. Ủa sao ra đó được ta?
Cái này là lúc đó ông xưởng cưa ông nói là cái chỗ này lúc trước là có quán nhậu rất là nhộn nhịp rồi. Nhậu xinh xỉn mà ngồi chỗ này có khi là chuyển sinh luôn á. Công an sẽ thổi đo nồng độ cồn những ai đang đu dây. Thực ra cái hành động anh em ốp cái vỏ ốc vô cái lỗ tai mình để nghe cái tiếng u u á, không phải là tiếng sóng biển hay là cái gì đâu, mà đó chính là cái tiếng mạch máu của anh em luôn, mạch máu trong cái tai nó đập á. Ủa sao lên đó được? À, cầu thang đây đúng không? Thì đường cục mà. Cái okay. Ấy ấy khó phết á. Hỏi cái được đó. Trái phải anh em đi vừa hướng bên phải anh. Không gì bên trái à. Ây, căng thẳng quá. Như cái chỗ này chỉ là cái chỗ nghỉ chân thôi, rồi mình phải đi tiếp cái đường bên phải nữa.
chưa tới. Rồi, tới chưa? Cái quán nhậu như này đúng đỉnh luôn á. Thả nó xuống dưới được không? Thả nó xuống. Gì ai đa dài quá biến động quá. Thang máy à? Thầy thang máy thiệt à? Cái con chuột lợn này mấy cái này chủ yếu là mở mấy cái thành tựu thôi. Có đường ở đây nữa nha. Cái đường này đi chắc đường đi luôn rồi. Tính đâu dễ đố mà hóa ra xài cái là xong luôn. Vậy như cái chuông thôi. Rồi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình. D với E để đi trên cái tường. Rồi ok. Đọc cho anh em nào muốn đọc thì farm lại đọc thôi. Bianca nữa. Tưởng em đó bỏ đi rồi chứ. Đi đây coi thử cái đã.
con game này nó chưa có dùng nút an. Con gì ấy, con gì ấy? Cắn không đó, giống option thôi. Ăn này không cho mày, ăn này ăn nè. Gì đây, có cái đường ẩn này nữa nè. Cái giếng nước chờ nó cạn nó ra gì luôn. Lên thôi. Ủa dưới có đường đó hả? Đây là cái đường này để đi lên thôi chứ đâu có gì đâu. Đường này chắc để lên trển thôi. Để phòng mà những người nhảy xuống mà không có cắm vòng dây như tôi. À dưới đề. Game này công nhận thấy gì mà chiêu phết. Đơn giản mình chỉ tìm đường thôi, nhưng mà phải tập trung nhấn trái nhấn phải liên tục. Bởi vì bắt buộc phải đi xuống dưới rồi, chứ đâu có còn đường rồi đó. Rồi cẩn thận quá rồi. Ăn uống gì đây trời, nấu nguyên nồi cháo luôn mà. Để ngoài để sẵn con dây vô mặt. Ok, là chơi con game này tôi mỏi tay luôn á, mỏi hơn thằng leo luôn. Ây, rồi mở hên hên. Thư giãn, thư giãn.
Trái, phải, trái, phải, trái. Bắt đầu nghe tiếng nhạc tí. Cái này tôi nghĩ như là động cơ mà gió vậy, khi có gió thổi qua cái này nó sẽ xoay, nó tạo ra năng lượng để làm ba cái gì bên đây chẳng hạn. Giống tập ra đời chưa, gì ở đây có đường ẩn nào. Các bạn giấu gì trong đây? Chắc có vài cái nốt để lấy hình tụ nữa thôi. Bắt đầu là thiếu thốn về cái lượng nước rồi đó. Này phải dễ đố không? Thực ra cái miếng này lắp ngược đó. Chơi chui đến trốn luôn. Sống chì lèo lên cái núi heo hút về than thiếu nước. Tôi nghĩ là không phải mình từ dưới leo lên đâu, mà bản chất ban đầu của mình là từ trên leo xuống. Khi mà nước nó dâng cao á là mình ở trên, khi nước nó rút cạn dần xuống á thì bắt đầu mình mới xuống từ từ, mới xây dựng mấy công trình thế này. Nên thật ra chúng ta leo lên là đang đi ngược cái chặng đường ban đầu. Tôi nghĩ nó cho mình đi qua đây đúng đường rồi chứ. À trái phải, chưa bao giờ thấy nhiều người leo xuống dưới như về như thế này đó. Bắt đầu ngừng cả xuống cái bậc thấp này, vậy là nãy giờ thì cái nước biển nó rút xuống đầu dần 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 dần, vậy là mình đang đi ngược quá trình. Chắc là mình vẫn nuôi hy vọng trên này có cái gì đó để kích hoạt nước để cứu người dân đó. Tôi nghi là cái con mình đi theo nó có cái vai trò rất quan trọng.
sống lên được ta. Rồi, cắt cánh này. Vươn lên đỉnh thế giới. Đó, trên đó là cái chỗ mình kích hoạt cái điểm thứ hai quá. Và tới chấp ba luôn rồi. Anh em nhìn cái đại dương lúc đầu mà bây giờ nước nó rút đi nó còn gì hết. Thậm chí có cả đường dây như đường dây điện luôn nè. Bây giờ mình đu qua kia hả? Trời, cái tay cầm nó run. Chim. Leo lên tí nữa thì nghỉ ha. Game cuốn quá. Trời, khi mà mình ra ngoài nắng thì cái chỉ số stamina của mình nó tụt rất là nhanh. Thư giãn, thư giãn, thư giãn. Sao vậy? À, cái mà cái rễ cây này mình cho nước vô á thì nó sẽ mọc ra, nhưng mà dưới cái nắng á, thì nó héo rất là nhanh, nên mình phải tranh thủ tốc độ cao mới được. Thư giãn, thư giãn. Rồi, tiếp. Trời ơi, anh leo cái gì độc lạ quá vậy. Tí nữa thì mình bật cái đó đi qua bạn làm không đi.
Ủa chỗ này là mình đi luôn hay gì vậy? Còn chỗ bển mới là có đồ có đạc vậy đó, để mình vô mình khám phá. Đó đi thứ ai. Dây mình nó căng quá mình không đi được. Game này chơi ngộp thở phết luôn. Ok, nay nghỉ ở ta đây ha. Chưa có chỗ mà xếp game nên chắc tôi đi tí nữa đây. Rồi, xếp việc này đây. Đó, hồi xưa thì ở trên núi thì còn có mưa rất là nhiều nè. Chỉ cần thổi tù bà lên là có mưa liền. Nên mình chắc phải leo lên cao rất là cao để thổi cái tù bà đó, tạo ra một cơn mưa. Cứu rỗi cái nhân loại đang mà trong cái tình trạng thiếu nước. Tôi đoán cốt truyện là như thôi, chứ chả biết giờ chém gió là chính. Rồi ok, bye bye anh em. Game rất là ấn tượng nha. Leo núi tiếng máy đổ mồ hôi hột, tay chân là mỏi cứng luôn, giữ chuột trái giữ chuột phải các kiểu. Một game rất là đáng chơi.